thì tỷ lệ là bao nhiêu? Đây là một câu hỏi rất thú vị. Tôi đến từ Canada. Tôi cũng đã dạy tiếng Anh ở Việt Nam được 3 năm. Hoạt động ngoại khóa hoàn toàn không tách biệt với hoạt động giáo dục. Nó là sự tiếp nối và hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục. Tôi hiện là cố vấn chuyên môn của trung tâm New Ocean. Chúng tôi giúp học sinh kết nối với các trường đại học để đi du học. Các trường đại học thường rất quan tâm và yêu cầu học sinh phân biệt giữa lý thuyết và thực hành. Khi bài học trên lớp kết thúc, nhờ hoạt động ngoại khóa, chúng ta hiểu được học sinh của mình họ là ai, yêu thích những hoạt động gì, nhờ đó chúng ta có hiểu biết và có cái nhìn toàn diện về học sinh của mình. Hoạt động giáo dục không kết thúc khi học sinh rời khỏi lớp học, mà nó nên được nối tiếp liên tục. Sau này, khi học sinh tốt nghiệp để bước vào cuộc sống, thì kỹ năng giao tiếp trong môi trường thực tế là vô cùng quan trọng. Những kỹ năng này mới chính là kết quả của hoạt động giáo dục. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với trò chơi thứ hai trong chương trình ngày hôm nay. Và ở phần thi này thì mỗi bé sẽ được chúng tôi phát cho giấy cũng như là rất nhiều bút màu. Và nhiệm vụ của các bé đó là hãy vẽ theo chủ đề. Và có hai chủ đề để các bé lựa chọn. Một là các bé có thể vẽ nghề mà các con muốn làm trong tương lai. Ví dụ như là con muốn làm luật sư, con muốn làm bác sĩ hay là con muốn làm công chúa chẳng hạn. Và chủ đề thứ hai đó là các con hãy miêu tả về gia đình của mình. Và sau đó thì các con sẽ trình bày bức tranh của mình bằng tiếng Anh. Và chúng ta hãy cùng chờ đón những bức tranh của các bé quý vị nhé. Buổi đi chơi hôm nay, các cô chú trong chương trình làm bạn với con cùng bố mẹ đã chuyển